Công an huyện Bảo Lâm vừa triệt phá một băng nhóm phá rừng có tổ chức xảy ra trên địa bàn và bắt giữ nhiều đối tượng. Băng nhóm phá rừng này có 7 đối tượng do Trịnh Văn Long sinh năm 1974, trú tại thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm cầm đầu. Trước đó, qua quá trình trinh sát, nắm bắt tình hình, đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy và môi trường, Công an huyện Bảo Lâm phát hiện nhóm của đối tượng Trịnh Văn Long đang khai thác gỗ trái phép tại các tiểu khu 455 và 468 thuộc thôn 4 xã Lộc Tân, địa bàn giáp ranh với huyện Đà Tẻ. Ngày 15 tháng 4, trong lúc các đối tượng đang vận chuyển gỗ bằng xe máy từ điểm khai thác ra ngoài cửa rừng thì bị các trinh sát Công an huyện Bảo Lâm vây bắt. Tuy nhiên, do địa hình rừng núi hiểm trở nên lực lượng công an chỉ bắt được hai đối tượng là Trịnh Văn Long, đối tượng cầm đầu, và Quách Văn Luyến, sinh năm 1992, trú tại thôn 4 xã Lộc Tân. Năm đối tượng còn lại đã chạy vào rừng lẫn trốn. Qua đấu tranh từ hai đối tượng Long và Luyến, Công an huyện Bảo Lâm đã xác định được năm đối tượng đã bỏ trốn, gồm Ca Sáng 17 tuổi, Đoàn Văn Thanh 37 tuổi, Trương Quang Hưng 39 tuổi, Đoàn Văn Nam 27 tuổi, cùng ngụ tại thôn 4 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, và Bùi Văn Nội 25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hòa Bình. Tất cả các đối tượng này là đàn em trong băng nhóm phá rừng do Trịnh Văn Long cầm đầu. Đến ngày 15 tháng 6, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt thêm 3 đối tượng là Đào Văn Thanh, Trương Quang Hưng và Ca Sáng khi các đối tượng đang lẫn trốn tại buôn Tôn Ca Long, xã Đà Pan, huyện Đà Tẻ. Riêng hai đối tượng Đào Văn Nam và Bùi Văn Nội đang bỏ trốn và Công an huyện Bảo Lâm đang truy bắt. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Bảo Lâm phát hiện tại các tiểu khu 455 và 468 có 20 cây gỗ kiền bị băng nhóm của đối tượng Long cưa hạ với khối lượng gỗ trên 38 mét khối. Tại hiện trường, cơ quan công an còn thu giữ một máy cưa xăng, một máy tời gỗ, 7 xe máy và 8 hộp gỗ. Hiện Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Trịnh Văn Long và Quách Văn Luyến để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.